được đó là Mai Phụng Hãn Sĩ, đoàn kết, tự tin và chiến thắng. Bây giờ chúng tôi xin được tất cả kính mời nhiệt liệt chào đón sự có mặt của tất cả các vận động viên. Và ngày hôm nay chúng ta may mắn được chào đón sự có mặt của ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, trở về với miền Nam chúng ta, cùng với sự có mặt của ông Trung tá Nguyễn Văn Tức, đại diện binh đoàn 16 tại thành phố Hồ Chí Minh, lên trao hoa chúc mừng và bắt tay chúc mừng các đội của hai đội. Một lần nữa xin được cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng. Một bó hoa được gửi lên tặng ban tổ chức giải đến từ các đại biểu và quý vị khách quý chúng ta. Một bó hoa tặng các cầu thủ tham gia giải đấu. Trân trọng kính mời. Ngay lúc này là những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta chờ đợi. Tỷ số trận đấu này vẫn chưa được mở và là Mai Phụng không vào. Quá đẹp cho những chiến binh áo đỏ. Ở phút đầu thứ 13 họ đã có một cơ hội 10-10. Và chúng ta một lần nữa theo dõi lại thiếu này. Đó là cú đặt lòng của số, có lẽ là số 7 bên phía, không, người ghi bàn, người đã đưa bóng vào cột sọc là số 4 bên phía cầu thủ của Sư Lê Mai Phụng FC. Đó là cầu thủ báo số 4. Xin điểm vẫn không vào. Xin mời cổ động viên đội Thạch Châu FC. Bác đeo kính có thể mời mọi người sang phần sân đối diện đúng không ạ? Phần sân đối diện của chúng ta ở bên này, khán giả ở bên này ạ. Rất trân trọng được tha thiết kính mời. Đây là phản công Mai Phụ. Trời ơi, vô lê. Chút, không vào. Đang là những cơ hội bị bỏ lỡ một cách không thể hiểu nổi. Bóng vẫn không đi vào lưới dành cho thủ của Mai Phụ. Vừa rồi là pha vô lê và sau đó là chút điểm bồi của số 14 bên phía cầu thủ Mai Phụ FC. Như vậy số 14 bây giờ được thế bằng số 74, được thế bằng số 14 Lê Hồng Sơn. Rất cảm ơn sự phối hợp của quý vị khán giả. Rất tuyệt vời. Ngày hôm nay thì camera đã thoải mái hơn rồi. Mai Phụ vẫn tấn công ao mặt. Bàn thắng thì vẫn chưa xảy ra. Ui, không được. Đó là pha xử lý của số 10 Nguyễn Xuân Đức. Trong buổi chiều hôm nay thì ban tổ chức đã bố trí 3 sân đấu. Một sân ở giữa dành cho tất cả quý vị khán giả và 2 sân ở hai bên để tiện chúng ta thi đấu. Đó là sự quan tâm sát sao đến với lượng khán giả rất đông của huyện Lộc Hà. Một huyện đoàn kết thực sự với hội đồng hương lần đầu tiên tổ chức. Không vào. Vẫn vào. Cuối cùng thì những gì mà Mai Vũ đã làm được, đã bàn thắng rồi. Đó là thủ thành mang áo số 22 Nguyễn Văn Hà. Sau đó là bóng đập xa và số 14 đã ập vào và ghi bàn, đó là Lê Hồng Sơn. Trong tình huống vừa rồi thì thủ thành bên phía cầu thủ của Thạch Châu, đó là Lê Xuân Nước, đã ngơ ngác đến bất ngờ. Anh không biết bóng ở đâu và đành phải bó tay nhìn bóng vào lưới sau cú đá bồi của Hồng Sơn. Và là thủ Thạch Châu, Văn Hà đang chơi hay. Như vậy là đơn vị truyền thông phủ số 37 sẽ tài trợ một giải thưởng. Đó là thủ môn xuất sắc nhất giải. Và chúng tôi vẫn đang quan sát tất cả các trận đấu live stream và nhận định của cả các thành viên trong hội đồng chuyên môn để đưa ra giải thưởng này. Và Văn Hà là một trong những ứng cử viên đó. Tôi đã cực kỳ ấn tượng với Văn Hà trong trận đấu với Tân Lộc FC. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về cầu thủ Mai Phụng FC. Và đây là những giây cuối cùng trong hiệp 1. Được bóng vào. Thạch Châu vẫn chưa có bàn. Như vậy là hiệp đầu thứ hai đã được bắt đầu. Những người dập bóng trước trong hiệp 2 này là Mai Phụng FC. Họ chuyển sang bên phía tay trái mà quý vị. Trong đó Thạch Châu FC bảo vệ phần sân bên phía tay phải trong trong phòng của Argentina màu trắng xanh. Ngày hôm nay có một lượng rất đông khán giả đã có mặt trên sân vận động Lê Gia. Xin lời chào tới Ngọc Thái, chào Linh Nhật, chào Nguyễn Đạt, chào tất cả quý bạn và quý vị. Vẫn là cầu thủ của Thái Châu, phản công, mất quy hiệp, rất công vào. Thêm một lần nữa thì vận đen vẫn đeo bám cầu thủ Mai Phụng FC. Và vừa rồi là vận đen đeo bám Xuân Đức. Nguyễn Xuân Đức đã có một pha dứt điểm rất hay. Và bóng lại rồi cột. Ít nhất là 3 tình huống mà khung thành của Thạch Châu đã cứu thua. Nhưng nếu như họ vẫn đi đấu lơ là như thế này thì Xuân Đức và Hồng Sơn có thể kết liễu đội bóng áo trắng xanh. Tỷ số vẫn là 1-0 thôi. Mai Phụ đáng lẽ ra họ phải có được 4 bàn rồi.
2. Đó là pha xử lý của số 11 Nguyễn Đình Nam. Như vậy trong buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay thì tất cả các trận đấu đều được livestream truyền hình trực tiếp. Kinh phí các đội tự đóng góp, và thật sự mà nói đây là một trong những giải đấu hiệu ứng livestream rất tốt. Trưởng ban tổ chức giải này lần này đó là anh Hiền. Tỷ số vẫn đang là 1-0 và Mai Phụ 1. Thạch Châu vẫn đang bị dẫn trước. Và Xuân Đức và đồng đội cố lên. Đây là số 16 bên phía cầu thủ của Thạch Châu, đó là Phan Công Tiến. Văn Hà vẫn chưa bị đánh bại trong trận đấu này. Trong trận đấu trước thì anh đã phải vào lưới nhận bóng 4 lần. Bóng phải được đặt lên trên chỉ và đứng im, không được lăn. Các thủ không được vội vàng, bởi những tình huống như vậy tốn rất nhiều thời gian. Và đặc biệt là các thủ Thạch Châu vẫn đang bị dẫn bàn. Mai Phụ thì vẫn đang ao ạt tấn công. Họ hiểu rằng khoảng cách một bàn là rất mong manh với trong bóng đá sân nằm, và đặc biệt là sân bóng phút sàn, thì việc có được một bàn chưa phải là tất cả. Thêm một lần nữa khung gỗ lại đứng ở đó và lừng lưng. Lúc này đây thì anh Tư Trọng Hiền, trưởng đoàn, vẫn đang theo sát các thủ quân cơ của mình, cũng là một người con của xã Mai Phụ và anh cũng công tác trong ngành truyền thông. Thạch Châu ngày hôm nay chiến lược gia Trần Hữu Hợp vẫn chưa hợp gu với đội bóng áo trắng xanh. Ông cần phải đưa ra những tính toán và nhân sự tốt hơn. Mai Phụ đi chăng nữa thì Thạch Châu vẫn có quyền tự quyết ở lần cuối nếu như họ thi đấu tốt trước thủ Tân Lộc và có được 3 điểm. Nhưng nếu như họ để thua trong trận đấu này thì quyền tự quyết về việc hòa là sẽ bị loại. Và tiêu chí đối đầu là tiêu chí được tính đã đầu tiên giữa ba đội. Và nếu như tiêu chí đối đầu về thắng bại là bằng 0 thì sẽ tính đến các bàn thắng trong các trận đối đầu. Đấy rồi, không được. Và là thủ của Thạch Châu. Được chuyền. Thạch Châu đang có những dấu hiệu khởi sắc, nhưng vừa rồi thêm một lần nữa công quyền lại bỏ lỡ. Rất khéo, có thể dứt điểm, không vào. Một pha xoay sở rất hay trong vòng cấm của trong không gian hẹp. Tôi muốn thấy cánh tay của khán giả bên với Mai Phụ FC. Họ vẫn đang tập trung. Công quyền. Bảng D, xin lỗi vị, bảng D. Đây là khuôn khổ bảng D giữa các thủ của Mai Phụ, Tân Lộc và Thạch Châu. Cả ba đều cân bằng. Sút. Một pha sút vào chân giữa của đối thủ. Sẽ tiếp tục là chúng tôi tuyên truyền trực tiếp trận đấu tiếp theo. Dứt điểm, tỷ số là... Như vậy là tỷ số đã là 2-0 cho Mai Phụ FC. Rất bất ngờ. 2-0. Đó là một pha ghi bàn và khung thành cũng đã chấp xuống rồi. Và Thạch Châu đang gặp vô vàn những khó khăn. Khoảng cách đã được nhân đôi. Dứt điểm ngay. Sự lan xả của hàng phòng ngự bên phía các thủ của Thạch Châu. Xin vị, đó là Mai Phụ FC. Phản công, Mai Phụ cơ hội. Đây là đòn kết liễu chân. Hoan hô Xuân Đức. Khán giả Mai Phụ ngày hôm nay rất đông. Lại là Mai Phụ FC. Lỗi rồi, và có thể một chiếc thẻ được rút ra sẵn. Đúng là như vậy. Số 14 đã quét trụ. Không có gì nguy hiểm. Thạch Châu ơi, các bạn cố lên nào. Lê Hoài Nam, Lê Tấn Nam, Phan Công Quyền, Nguyễn Chí Cương, cố lên. Xuân Nước và cả số 12 là Lê Đình Sang, bình tĩnh tự tin. Dứt điểm có bầu. Và là thời cơ. Mai Phụ phản công. Rất hay. Dứt điểm đi. Bóng không qua được số 10 Phan Công Quyền. Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và bà con Lộc Hà nói chung. Đây là một thời cơ. Lộc Tăng Xà. Đó là Lộc Tăng Xà. Nhưng không thành công của số 10 Xuân Đức. Hoan hô Văn Hà. Văn Hà đang chơi chiến thuật nằm dài trên sân. Và khi mà Văn Hà nằm xuống thì ngọn núi được mọc lên ở thân hình giữa của anh. Khi mà Văn Hà nằm ra thì chúng ta liên tưởng tới Võ Tòng
trong Tùy Hừ. Tranh chấp đầy quyết liệt. Nhưng bây giờ đội áo đỏ đang có cơ hội dứt điểm tuyến cột 2. Không đến được vị trí của cột 2. Phản công cho thủ Thái Châu. Rất nhanh, rất nhanh. Đúng là một ngày mà rất thường với Xuân Ước. Vẫn còn cơ hội, không thể qua được. Và bây giờ thì nghệ sĩ, những nghệ sĩ bên phía thủ Mai Phụ sẵn sàng ngã ra. Và cho dù có vấp cỏ đi chăng nữa thì họ cũng phải ngã ra mà thôi. Nhất bảng hay nhì bảng thì họ vẫn chờ đợi lượt cuối thôi. Vòng tứ kết đang có nhiều điều bất ngờ. Và sắp tới thì Mai Phụ cũng đang tiếp bước, chuẩn bị tiếp bước đội bóng Bình An để có mặt một trong 8 đội bóng mạnh nhất của Lộc Hà năm nay. Những giây cuối cùng thời đại diệu chính thức, và Mai Phụ vẫn đang đếm từng giây một. Xuân Ước, các thủ Thạch Châu vẫn chưa bỏ cuộc. Đấy rồi, một bàn thắng lúc này là cực kỳ quan trọng. Chơi sai, đá như vậy thì rất khó có thể có bàn. Chơi cực tốt, dứt điểm không vào. Thêm một lần nữa thì thủ thành có vóc dáng nhỏ con Văn Hà làm rất tuyệt vời. Đây là gà cưng của huấn luyện trưởng bên phía các thủ của Mai Phụ, đó là Nguyễn Võ Hoàng Phú. Thạch Châu ngày hôm nay được đánh giá cao hơn, và đây là một lối cao chân. Hết giờ. Những chiến binh áo đỏ Mai Phụ FC đã vượt qua một trận đấu đầy chông gai, và họ đã một chính thức có vé vòng tứ kết. Xin chúc mừng. Sau trận đấu này, Mai Phụ FC có được 4 điểm và tạm thời leo lên vị trí đầu bảng D. Xin chúc mừng trưởng đoàn Từ Trọng Hiền, phó đoàn Lê Quốc Xanh, chiến lược gia Nguyễn Võ Hoàng Phú và tất cả các tổ như Đức Đạt, Xích Long, Bá Súng, Văn Hùng, Bá Vịnh, Quốc Vượng, Lê Trung, Anh Dũng, Đinh Nhật, Xuân Đức, Xuân Lãm, Xuân Bắc, Hồng Sơn, Vịnh, Minh Châu, và đặc biệt là người hùng Văn Hà. Văn Hà đã nằm dài ở trên sân. Cameraman xin zoom tới người hùng Văn Hà. Anh đã không bị thủng lưới trong trận đấu ngày hôm nay. Thủ thành xoa mang số 22 đang nhận được lời chúc mừng đến từ đồng đội và người vợ thân yêu của mình. Rất tuyệt vời. Một lần nữa chúc mừng, chúc mừng.